các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến. Số 38. Sang chương 3, về việc trao trả những người bị bắt, Lê Đức Thọ càng tỏ ra cứng rắn thêm. Rút lui sự thỏa thuận của ta hồi tháng 10 đối với tổ chính trị ở miền Nam và đòi thả hết các nhân viên dân sự miền Nam còn bị giam giữ cùng một thời gian với việc rút quân Mỹ. Ông Thọ nói lại, đấy là trách nhiệm của Mỹ chứ không phải Sài Gòn. Dẫn chứng từ báo cáo của đoàn điều tra của Hạ viện Mỹ ở miền Nam, ông Thọ nói rõ, chính các nghị sĩ Mỹ đã vạch rõ, Mỹ đã bỏ tiền túi xây nhà tù ở miền Nam. Lê Đức Thọ nói, bây giờ ông nêu ra ký bốn bên thì bốn bên phải thả hết. Mỹ đã không chịu ký hiệp định vào thời điểm đã thỏa thuận, cho nên vấn đề này lại phải đặt ra. Và đây là vấn đề chúng tôi không thể chấp nhận như cũ được. Rồi ông hỏi Kissinger, ông thấy trên thế giới có cuộc chiến tranh nào giữa các bên khi đã chấm dứt rồi một bên trao trả những người bị bắt còn bên kia cứ giữ lại không? Nếu một bên giữ lại thì bên kia cũng giữ lại. Đó là công bằng và hợp lý nhất. Và vấn đề này không giải quyết được thì không những nhân dân Việt Nam mà cả nhân dân thế giới cũng phẫn nộ. Lê Đức Thọ còn đòi rút hết nhân viên dân sự Mỹ đưa vào làm các việc liên quan đến quân sự. Ông dành nhiều thời gian để phê phán những sửa đổi của Mỹ về quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. Có thể nói, các ông đã sửa đổi đến một mức không còn giá trị gì nữa. Những vấn đề Hội đồng Hòa hợp Dân tộc ba thành phần là vấn đề nguyên tắc và thực chất mà các ông đã đồng ý. Bây giờ các ông lại đòi sửa đổi. Đó là điều không chấp nhận được. Để tăng thêm sức phản kích, Lê Đức Thọ đòi lập Hội đồng ba thành phần 15 ngày sau ngừng bắn, đòi tổng tuyển cử ở miền Nam 6 tháng, đòi Thiệu phải từ chức 2 tháng trước tuyển cử. Hai điểm này Kissinger đưa ra hôm 15 tháng 9. Lê Đức Thọ nói những đề nghị mà Kissinger đưa ra không thể xem xét được mà đòi lập cơ cấu chính quyền ba thành phần như cũ. Ông nhấn mạnh, Hội đồng Quốc gia Hòa hợp Hòa giải Dân tộc không phải là một chính phủ, cũng không phải là một cơ quan hành chính, mà nó phải có quyền lực trong phạm vi nhất định trong nhiệm vụ đôn đốc việc thi hành các hiệp định đình chiến, thực hiện tự do dân chủ. Tuy vậy, Lê Đức Thọ cũng đồng ý với một số đề nghị mà phía Mỹ đưa ra. Đổi giờ Đông Dương trong văn bản cũ thành giờ GMT, ký hiệp định bốn bên. Và điều một, Lê Đức Thọ nói, đúng là Hoa Kỳ phải tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, nhưng vì chiếu cố đến danh dự của các ông nên chúng tôi đồng ý viết lại là tất cả các nước tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Cùng với lý do trên, ông Thọ đồng ý thay câu, Hoa Kỳ không được áp đặt một xu hướng chính trị hay một cá nhân nào cho miền Nam Việt Nam bằng chữ nước ngoài. Ta cũng đồng ý khi ký các hiệp định thì ký luôn các nghị định thư, nhưng không đồng ý với việc Mỹ đòi thay thế các loại vũ khí đã dùng hết. Ngoài ra, Lê Đức Thọ cũng đưa ra một công thức về khu phi quân sự. Trong khi chờ đợi thống nhất Việt Nam, miền Nam và miền Bắc tôn trọng khu phi quân sự và sẽ thỏa thuận về quy chế khu phi quân sự và định ra thể thức qua lại giới tuyến quân sự tạm thời. Kissinger hoan nghênh ngay và cho đó là một tiến bộ về thực chất. Nhưng sau này, ta đã thấy nó trở thành vấn đề rất phức tạp. Lê Đức Thọ cũng dự kiến trong tuần làm xong bản hiệp định. 24 giờ sau đó, Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc, dành một tuần nữa cho Mỹ trao đổi với Sài Gòn. Sau đó, Kissinger vào Hà Nội ký tắt. Sau khi ký tắt, có thể ngừng bắn trên thực tế.
Kissinger hoan nghênh những nhân nhượng mà ông Thọ mới nêu ra, nhưng cho rằng những nhân nhượng đó chỉ cải thiện không khí thương lượng, chứ không ảnh hưởng gì đến những điều khoản thực sự và thực chất thi hành hiệp định. Ông ta vẫn giữ ý kiến cho rằng bốn bên sẽ ký với tên gọi chính thức của họ và hỏi tại sao không thể ngừng bắn cùng một lúc ở Lào và Campuchia. Ông ta còn than phiền rằng Lê Đức Thọ đã rút đi tất cả những nhân nhượng mà Việt Nam đã đưa ra hồi tháng 10 về vấn đề tù dân sự còn bị giữ ở miền Nam. Ông ta nói những đề nghị bầu cử ở miền Nam trong 6 tháng mà ông ta đưa ra hồi tháng 9 đã lỗi thời. Kissinger nói rằng chắc chắn Sài Gòn sẽ không chấp nhận rằng tất cả lực lượng được gọi là kẻ địch vẫn ở lại trong đất nước của họ. Hơn nữa, lực lượng đó lại được bổ sung 30.000 người đang bị giam giữ. Ông ta nói, nếu các ông giải quyết thỏa đáng về lực lượng quân sự, thì vấn đề tù dân sự sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Tôi tin chắc rằng nếu có một sự rút lui các lực lượng, thì việc thả người bị giam giữ có thể được thúc đẩy dễ dàng hơn. Kissinger nêu ra một khó khăn về kỹ thuật là nếu sau này Việt Nam nói có lực lượng miền Bắc ở miền Nam, thì ông ta e rằng các lực lượng này của Bắc Việt Nam sẽ không bị ràng buộc bởi các điều khoản ngừng bắn của hiệp định. Lê Đức Thọ phản ứng ngay. Ông chỉ nói có một nửa câu thôi, vì cái mà ông gọi là lực lượng Bắc Việt Nam đó là những đơn vị gồm những con em miền Nam có những người thanh niên miền Bắc tổ chức thành những đơn vị vào thật. Những đơn vị đó thuộc lực lượng quân đội giải phóng miền Nam và do đó đã nói trong hiệp định rồi. Kissinger cố thuyết phục ông Thọ rằng có hai chỗ ông ta nói về phục viên số quân đã giảm về sinh quán và việc lực lượng vũ trang các nước Đông Dương ở trong biên giới của mình cốt cho cụ thể hơn. Và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không cần phải thú nhận là có lực lượng vũ trang ở ngoài biên giới Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chúng tôi hiểu vấn đề nguyên tắc của các ông. Chúng tôi đồng ý không nói rõ trong hiệp định mà thêm vào cốt để duy trì nguyên tắc đã nói tới nhưng chưa rõ. Kissinger vẫn không chịu ghi vùng kiểm soát của hai bên. Kết thúc buổi họp, Kissinger nói hai bên đã vượt được một chặng đường dài và hy vọng hòa bình sẽ được lập lại trong mấy tuần tới. Điều đó không tùy thuộc chúng tôi mà tùy thuộc các ông, Lê Đức Thọ trả lời. Cuộc thảo luận bước sang ngày thứ ba, 22 tháng 11. Kissinger chấp nhận điều một sửa đổi mà Lê Đức Thọ đã nêu ra, nhưng vẫn đòi làm rõ tất cả các lực lượng có mặt tại Nam Việt Nam phải chấm dứt hoạt động quân sự khi ngừng bắn. Ông ta cũng đề nghị các nhân viên dân sự Mỹ đưa vào không được làm những nhiệm vụ mà họ đã không làm trước ngày 1 tháng 11 hay 15 tháng 10. Về vấn đề này, ông Thọ trả lời ngay. Chúng tôi vẫn giữ lập trường cũ. Nếu là nhân viên dân sự Mỹ về kinh tế thì các ông giữ lại. Còn những nhân viên dân sự phục vụ quân sự thì phải rút đi. Ý các ông muốn tiếp tục chiến tranh hay hòa bình là ở chỗ này. Trở lại vấn đề rút các lực lượng không phải Nam Việt Nam, Kissinger nói rằng vấn đề này có tính chất quyết định đối với chính quyền Sài Gòn có chấp nhận hay không hiệp định này. Nhưng để tỏ thiện chí một lần nữa, chúng tôi chấp nhận như cũ. Nhưng Kissinger vẫn đòi được thay thế vũ khí đã dùng hết, Lê Đức Thọ nói ngay. Đây cũng là để tỏ thiện chí, chúng tôi đồng ý để các ông dùng chữ đã dùng hết. Đó là một nhân nhượng lớn lắm. Như vậy là các ông thả cửa đưa vũ khí vào. Kissinger, không phải. Chúng tôi không muốn tiếp tục chiến tranh. Vấn đề quan trọng ở đây là dù có ghi điều khoản như thế nào đi nữa, nếu chúng ta muốn tiếp tục chiến tranh thì chúng ta cũng có cách tiếp tục chiến tranh. Một khi các ông chiến đấu trở lại thì các ông lại chiến đấu lâu dài. Lê Đức Thọ vừa cười vừa thăm dò. Chắc là nếu chiến đấu một lần nữa thì các ông không vào nữa. Kissinger, tôi chỉ nói rằng nếu hiệp định bị vi phạm thì tình hình sẽ rất nguy hiểm.
Lê Đức Thọ, nhưng nếu vi phạm thì chắc chắn là không phải chúng tôi vi phạm trước. Về vấn đề tù dân sự ở miền Nam, Kissinger đề nghị: chúng tôi cho rằng giữ văn bản cũ mà chúng ta đã thỏa thuận là cơ sở tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Lê Đức Thọ: đó không phải là tốt nhất, chúng tôi chưa đồng ý. Sang vấn đề chính trị nội bộ miền Nam, Kissinger vẫn giữ lập trường hôm trước, chỉ đồng ý thêm: hai bên Nam Việt Nam sẽ tham khảo về tổ chức chi tiết. Câu này đúng là trừu tượng, Lê Đức Thọ nhận xét ngay. Vào cuối buổi, Kissinger đưa ra một thời điểm: thỏa thuận xong văn bản vào thứ Bảy hay Chủ nhật. Ngày 3 tháng 12, Kissinger đi Sài Gòn. Ở đó các ngày 5, 6, 7 tháng 12. Ngày 8, 9 tháng 12, Kissinger đi Hà Nội. Ngày 10 tháng 12, Kissinger về Mỹ. Ngày 10 tháng 12, tối, giờ Washington, công bố hiệp định ngừng bắn trên thực tế. Ngày 14 hoặc 15 tháng 12, ký hiệp định tại Paris. Cuộc họp tạm nghỉ. Khi họp lúc 17 giờ, Lê Đức Thọ nhận xét là Kissinger cũng có một số thiện chí, nhưng trong những vấn đề nguyên tắc lớn mà ông Thọ đưa ra thì Kissinger chưa đáp ứng, như vấn đề những người dân sự bị bắt, việc ghi tên chính phủ cách mạng lâm thời, vấn đề chính trị nội bộ miền Nam. Còn vấn đề gọi là quân miền Bắc thì Kissinger tuy có sửa đổi một số câu chữ nhưng ông ta vẫn còn bị ám ảnh. Ngoài ra còn một số vấn đề cụ thể chưa thấy ông ta nói. Kissinger: chỗ ám ảnh về quân miền Bắc chỉ còn hai câu. Như thế là chưa bỏ hẳn, ông Thọ nói. Kissinger nói đại ý: trong những sửa đổi của Mỹ có ba điểm lớn. Một là vấn đề hội đồng hòa hợp hòa giải dân tộc. Hai là lực lượng vũ trang miền Bắc ở Nam Việt Nam. Và một sự thay đổi về điều 20 về Campuchia và Lào. Lê Đức Thọ: nhưng đó là những thay đổi quan trọng đối với chúng tôi, và những vấn đề sửa đổi của Mỹ là những vấn đề chính trị lớn lắm. Kissinger nói rằng ông ta đã bỏ đi những điều gây khó khăn cho Việt Nam, không nói đến lực lượng miền Bắc ở Nam Việt Nam nữa. Trước, Hoa Kỳ nói mập mờ về quá trình chính trị, nay không nói như vậy nữa. Một lần nữa, ông lại nói: chúng tôi nhận thấy rằng có hai chính quyền, hai quân đội về thực chất hai bên ở Nam Việt Nam. Đó là lý do chúng tôi nói đến các lực lượng khác một cách chung chung ở miền Nam. Chúng tôi không phủ nhận thực tế của vấn đề. Trong vấn đề giảm quân số, chúng tôi chỉ nói rõ thêm về thủ tục. Phục viên về nguyên quán. Trong vấn đề Lào và Campuchia, chúng tôi cũng muốn nói cho rõ thêm. Lê Đức Thọ không trả lời về các vấn đề mà nói về thời điểm mà Kissinger đưa ra. Tôi cho rằng phải cố gắng giải quyết theo thời điểm mà ông nêu ra, nhưng ông cố vấn đừng dùng thời điểm này để ép tôi như lần trước. Chúng ta đã định ra thời điểm thì phải làm cho đúng. Có lẽ ta nói 15 tháng 1 vậy, Kissinger đáp. Lê Đức Thọ: điều đó tùy ông, chúng tôi không có ý kiến gì, vì tôi rút kinh nghiệm lần trước. Ông cố vấn để tôi về Hà Nội, rồi ông không vào. Ông là người trực tiếp lừa dối tôi là người bị ông trực tiếp lừa dối. Kissinger tỏ ra hối tiếc về việc đã xảy ra và nói: lần này chúng tôi thận trọng hơn, không tùy tiện, không lừa dối các ông, không làm cho các ông bất lợi vĩnh viễn. Cuộc họp kết thúc, phía Mỹ đưa cho Việt Nam hai dự thảo nghị định thư về Ủy ban Quốc tế và Ủy ban Liên hiệp quân sự bốn bên ở Việt Nam. Hai bên hẹn gặp lại nhau ngày mai 23 tháng 11 năm 1972. Ngày hôm sau, khi vào họp, Lê Đức Thọ đã lưu ý Kissinger đến việc Mỹ tăng cường dùng B-52 ném bom dữ dội từ vĩ tuyến 20 trở vào với mức độ rất ác liệt, có thể nói là cao nhất từ trước tới nay. Ông nói rõ những hành động đó làm trở ngại cho đàm phán và yêu cầu Kissinger chuyển lời phản đối của Việt Nam tới Tổng thống Mỹ. Kissinger hứa sẽ làm việc đó và tỏ ý hy vọng sớm đạt được kết quả để chấm dứt ném bom. Lê Đức Thọ nói đến vấn đề thủ tục, nhắc lại rằng
Lần này hai bên thỏa thuận xong là thôi, không thay đổi gì nữa. Kissinger đồng ý và nêu ra hai vấn đề mà hôm qua ông chưa đề cập đến. Vấn đề khu phi quân sự và nhân viên dân sự Mỹ. Về vấn đề nhân viên dân sự Mỹ, Kissinger nói Hoa Kỳ không biến những chức năng quân sự thành những chức năng dân sự, mà Hoa Kỳ có một số lớn làm việc đó ở miền Nam. Và để tỏ thiện chí, Hoa Kỳ đã giảm bớt đi rất nhiều số người đó. Số còn lại chỉ ở lại trong một thời gian hạn chế để huấn luyện người Nam Việt Nam sử dụng vũ khí, và sau khi làm xong nhiệm vụ, họ sẽ rút. Lê Đức Thọ nêu ra còn hai chương rất khó khăn, đó là chương 3, vấn đề trao trả người bị bắt, và chương 4, vấn đề chính trị miền Nam. Nhưng ông tạm gác lại và đòi giải quyết các vấn đề khác trước. Trước hết là phần mở đầu của hiệp định, Lê Đức Thọ vẫn một mực đòi ghi rõ bốn bên là ai, còn sau đó trong nội dung thì có thể viết đơn giản hơn cũng được. Ông nói rõ, chính phủ cách mạng lâm thời sẽ không ký nếu không ghi tên chính thức của họ. Kissinger vẫn giữ cách làm của Mỹ là không ghi Sài Gòn, cũng không ghi chính phủ cách mạng lâm thời, ký hiệp định thì ghi tên chính thức của họ. Ông Thọ không chấp nhận và đòi ghi rõ như trong hiệp định Geneva 1954 và 1962 về Lào, tên các chính phủ ký hiệp định. Còn nhân viên dân sự Mỹ, Lê Đức Thọ đòi rút hết trong 60 ngày. Ông tiếp tục đòi bỏ câu, lực lượng các nước Đông Dương phải ở trong biên giới của mình. Và hỏi Kissinger, đối với Mỹ, có điều nào nói quân đội Mỹ phải ở trong biên giới của mình đâu? Lê Đức Thọ đưa ra cách viết về Lào và Campuchia. Các bên tham gia hội nghị Paris sẽ triệt để tôn trọng các nghĩa vụ của mình đối với Hiệp định Geneva 1954 về Campuchia và 1962 về Lào và sẽ tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Lào và Campuchia. Kissinger đồng ý nhưng vẫn đòi ngừng bắn đồng thời ở Lào cùng với ngừng bắn ở Việt Nam. Ông ta cho rằng đó là một sự hợp lý. Vì sau khi chiến tranh ở Việt Nam chấm dứt mà chiến tranh ở Lào kéo thêm một tháng thì Mỹ sẽ phải ném bom và phía Việt Nam cũng bị lôi cuốn vào. Tiếp đó, Kissinger đưa ra công thức về khu phi quân sự. Miền Nam và miền Bắc sẽ tôn trọng khu phi quân sự và lãnh thổ của nhau như đã quy định trong Điều 24 Hiệp định Geneva 1954. Hàm ý của Mỹ là muốn nêu lại vấn đề về tập kết quân vào hiệp định như chuyện giữa ta và Pháp năm xưa. Lê Đức Thọ đề nghị lại, trong khi chờ đợi thống nhất Việt Nam, miền Nam và miền Bắc Việt Nam sẽ tôn trọng khu phi quân sự ở hai bên giới tuyến quân sự tạm thời. Ông giải thích thêm, trước đây chúng tôi chiến đấu chống Pháp, nay chúng tôi chiến đấu chống các ông. Khi các ông rút ra rồi thì cả hai bên đều tôn trọng và cả hai bên đều không đưa vũ khí, dụng cụ chiến tranh vào miền Nam. Kissinger nói, tôi bị ám ảnh ở hai điều, về đường mòn Hồ Chí Minh và về cái gọi là lực lượng miền Bắc. Đường mòn Hồ Chí Minh chúng ta đã giải quyết xong rồi, còn về cái gọi là quân miền Bắc. Hôm qua chúng tôi rút đề nghị đó, nhưng chúng tôi muốn nêu ra một ý kiến là trước khi hiệp định có hiệu lực hoặc sau đó một hai ngày, có lẽ hai bên bố trí lại lực lượng của họ như là một cử chỉ đơn phương. Việc bố trí lại lực lượng này không phải là một bộ phận của hiệp định. Nếu bố trí lại lực lượng đó thì người ta đã thấy đó là một việc đóng góp tích cực rất nhiều. Ví dụ, các lực lượng ở trong phần miền Bắc của Nam Việt Nam được bố trí lại thì thấy được rất dễ. Lần trước, khi Kissinger yêu cầu thêm về vấn đề Lào, Lê Đức Thọ đã khó chịu. Lần này, Kissinger lại hủy bỏ điều hôm qua ông ta vừa chấp nhận. Ông Thọ càng bực bội. Lê Đức Thọ nói đúng vào thâm ý của Kissinger. Trong hiệp định, chúng tôi loại trừ tất cả những gì làm cho người ta có thể hiểu rằng đó là ám chỉ tới quân miền Bắc. Chúng tôi không bao giờ nhận để ghi vào hiệp định một chữ nào để cho người ta có thể hiểu như thế. Chúng tôi kiên quyết và dứt khoát về chỗ đó.
chúng tôi đề ra việc giảm quân số và phục viên là thiện chí lắm rồi, là công bằng và hợp lý rồi. Kissinger cho rằng như vậy chúng ta sẽ hướng việc chuyên trở vũ khí bằng đường mòn Hồ Chí Minh và ông ta lại bị ám ảnh một lần nữa. Lê Đức Thọ nói, các ông luôn luôn bị ám ảnh về đường mòn Hồ Chí Minh, còn chúng tôi thì luôn luôn nghĩ tới các lực lượng của các ông ở Thái Lan, ở Philippines và hạm đội của các ông ở Thái Bình Dương, rồi đây chưa biết sẽ ra sao. Khi hòa bình lập lại, Hoa Kỳ sẽ giảm các lực lượng đó đi, cố vấn Nhà Trắng trả lời. Sau giờ nghỉ, Lê Đức Thọ cho là đã có tiến bộ, nhưng trong vấn đề thay thế vũ khí, vấn đề khu phi quân sự, nhưng còn lại một câu trong vấn đề Lào và Campuchia và tên bốn chính phủ. Lê Đức Thọ trở lại chương 3, chương 4 và nói, để giải quyết toàn bộ chương 3 và chương 4, nếu các ông giữ đúng các điều đã thỏa thuận ở chương 4 và giải quyết các vấn đề ở chương 3 như ý kiến chúng tôi, thì chúng tôi có thể có những hiểu biết về quan tâm của các ông đến một thực tế là chúng tôi sẽ thảo luận với chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam điều chỉnh lại một số lực lượng ở phía Bắc của Nam Việt Nam, tức là phía Nam khu phi quân sự một cách tượng trưng. Và với việc ngừng bắn ở Lào, chúng tôi có thể bàn với đồng minh của chúng tôi để làm sao có thể ngừng bắn sớm hơn một tháng như trước đây chúng tôi đã nói với các ông. Kissinger hỏi ngay, giọng có vẻ khiêu khích. Sớm hơn một ít là thế nào? Có phải là 28 ngày không? Tại sao không ngừng bắn ở Lào cùng một lúc với ngừng bắn ở Việt Nam? Lê Đức Thọ nói một cách bực bội. Đây là vấn đề của nước khác, chúng tôi phải bàn với họ. Chúng tôi không thể bắt người ta làm ngay mà phải bàn với họ. Và trong đàm phán, có cái họ đồng ý, có cái họ chưa đồng ý. Về vấn đề Lào, trước đây các ông nói đã thỏa mãn rồi, nay các ông lại đòi thêm nữa. Cho nên các ông phải hết sức cố gắng về vấn đề tù binh và về vấn đề chính trị miền Nam. Còn không thì đàm phán sẽ bế tắc. Chúng tôi không thể có cố gắng nào nữa. Thiện chí của chúng tôi cũng có giới hạn. Không thể có hòa bình với bất cứ giá nào. Và cũng không thể có việc giải quyết nào mà bỏ hết nguyên tắc. Đó là cố gắng cuối cùng của chúng tôi. Kissinger hỏi Lê Đức Thọ sẽ di chuyển lực lượng đi đâu, lực lượng đó là bao nhiêu, có phải về Tây Nguyên không? Ông ta còn nhận xét thêm rằng ta đưa ra hai yêu sách quan trọng. Một là liên quan đến những người dân sự bị bắt, hai là rút nhân viên dân sự Hoa Kỳ. Ngoài ra, vấn đề khu phi quân sự và ngừng bắn ở Lào cũng có thay đổi chút ít. Còn việc di chuyển một số lực lượng ở phía Bắc của Nam Việt Nam thì ta chưa nói rõ số lượng. Lê Đức Thọ, đó là đề nghị của chúng tôi. Các ông muốn điều chỉnh lực lượng bao nhiêu? Ông muốn ngừng bắn ở Lào như thế nào? Nếu các ông đáp ứng chương 3 và chương 4 thì chúng tôi có đáp ứng những điều nói trên. Nhưng tôi nhắc ông rằng chương 4 các ông đã thỏa thuận với chúng tôi rồi, đáng lẽ không cần có sự hiểu biết nào nữa. Nhưng đằng này, chúng tôi đã có thiện chí nhiều lắm rồi. Kissinger, chúng ta không nên tranh cãi chương 4 đã được thỏa thuận hay chưa thỏa thuận. Hai bên chúng ta đang thảo luận để đi tới thỏa thuận. Lê Đức Thọ, chính công hàm của Tổng thống gửi cho chúng tôi đã nói văn bản hiệp định đã hoàn thành. Vậy thì lời nói của Tổng thống các ông thế nào? Cuộc họp trở nên rất căng thẳng. Lê Đức Thọ nhấn mạnh, đây là cố gắng cuối cùng của chúng tôi. Nếu các ông không chịu giải quyết thì có thể nói đàm phán sẽ bế tắc, không còn cách nào khác. Hòa bình hay chiến tranh, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào các ông. Mặc dầu ta đã tỏ ra thiện chí muốn giải quyết vấn đề, nhưng Kissinger vẫn không chấp nhận. Ông ta vẫn nói rằng Sài Gòn không thể chấp nhận và vấn đề bây giờ chưa giải quyết. Về chương 4, ông ta đồng ý chữ tổng tuyển cử thay cho chữ tuyển cử trong toàn quốc và thêm, nếu như ông cố vấn đặc biệt đồng ý như chúng tôi đề nghị Hội đồng Quốc gia Hòa giải Dân tộc đại diện cho tất cả các xu hướng chính trị ở Nam Việt Nam và các thành viên sẽ được lựa chọn bằng nhau,
thì chúng tôi sẵn sàng nói về hội đồng các cấp dưới như cũ. Kissinger đòi giao cho chuyên viên bàn về nhiệm vụ đôn đốc các bên của hội đồng. Ông ta vẫn nhắc lại cơ cấu hành chính trong văn bản tiếng Việt và nói vấn đề giảm quân số và phục viên số quân đã giảm còn phải xem lại. Lê Đức Thọ tỏ ra bực mình hơn. Việc trao trả những người bị bắt và giam giữ, chính ông cố vấn nói với chúng tôi có sự hiểu biết về việc điều chỉnh lại một số lực lượng ở phía Bắc của Nam Việt Nam thì sẽ dễ dàng cho việc giải quyết vấn đề nhân viên dân sự bị bắt. Nhưng bây giờ, chúng tôi đề ra việc đó thì ông lại không giải quyết gì cả. Như vậy thì đàm phán thế nào? Kissinger tìm cách thay đổi ý kiến trước đó nên nói rằng ông ta muốn nói việc bố trí một số lực lượng là để làm cho việc đi đến hiệp định. Đó là điều quan trọng nhưng không quyết định. Thứ hai là ông ta muốn bố trí lại một cách đáng kể một số lượng nhiều hơn là một số lực lượng tượng trưng thì sẽ làm dễ dàng việc giải quyết vấn đề người dân sự bị giam giữ. Lê Đức Thọ, nếu chỉ là vấn đề ký hiệp định thì không có gì. Chúng tôi phải có sự hiểu biết về việc bố trí lại lực lượng vì hiệp định này đã được thỏa thuận giữa các ông và chúng tôi rồi. Lê Đức Thọ nhắc lại công hàm của Nixon. Kissinger tỏ ra bí nhưng vẫn ngoan cố, nói phải xin ý kiến của Tổng thống. Ông ta đề nghị nghỉ để ngày mai thảo luận các nghị định thư. Lê Đức Thọ từ chối. Mới hôm qua đây, ông đồng ý với chúng tôi là thảo luận xong hiệp định mới thảo luận nghị định thư. Bây giờ chưa thảo luận xong hiệp định, ông lại đề nghị thảo luận nghị định thư. Vậy thì lời nói của ông có giá trị như thế nào? Kissinger nói khiêu khích. Vì thấy Bộ trưởng Xuân Thủy ít việc làm, nên chỉ làm mỗi việc là tuyên bố mập mờ. Lê Đức Thọ tiếp tục. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cả thế giới đều biết. Còn bây giờ, các ông đề nghị không thảo luận nữa, chúng tôi cũng tán thành. Và hỏi lại Kissinger. Các ông có muốn đàm phán nữa không? Nếu ông cố vấn muốn thôi, thì chúng tôi cũng thôi. Mà muốn bàn thì chúng tôi bàn. Mà bàn thì phải có đi có lại. Kissinger hỏi. Ông cố vấn đưa ra một tối hậu thư. Lê Đức Thọ đập bàn. Về chương 4 thì đúng như thế. Mấy chữ chúng tôi nói không thể nào thay đổi. Ba thành phần, hội đồng các cấp, tên hội đồng. Ba điều đó chúng tôi không nhân nhượng. Kissinger. Tôi phải về xin ý kiến Tổng thống. Lê Đức Thọ. Tùy các ông. Giải quyết được thì có hòa bình. Không giải quyết được thì chiến tranh tiếp tục. Cuộc thảo luận kết thúc trong không khí nặng nề. Không hẹn ngày gặp lại. Kissinger chỉ nói sáng mai sẽ liên lạc với Việt Nam. Tình thế tỏ ra bế tắc. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của WinWin Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.